Kính thưa quý vị thân mến, trả lời quý lắp thắng tay, hôm nay thì mình thông báo là trang xe chuẩn bị sửa ghe mới để cho lễ Ót Mốc năm 2023 tới này, thì chuẩn bị đóng ghe mới, sửa ghe lại quý vị, sơn sửa lại ha. Thì mời quý vị cùng thắng miền Tây vào bên trong để xem coi thợ sửa như thế nào. Chưa có sơn đâu quý vị, mới có chưa cũng chát chai chát gì đó, thợ mới có sửa bào sửa lại thôi, đóng cho chắc chắn thôi. Thì thắng miền Tây tới đây cũng thông báo cho mọi người biết ha. Thì ở đây tại chùa Sơn Tre, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũng đang chuẩn bị sửa ghe để chuẩn bị cho 2023 lễ Ót Mốc sắp tới. Thôi. Đây, hình dáng ghe rất đẹp luôn. Bữa nay có quăng được ít tê. Chào khán giả. Đây thì ở đây có gồm có 3 chiếc ghe ha quý vị. 2 chiếc ghe cũ, chiếc ghe này cũng ghe mới nè. Để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới đây. Cũng đang sửa chữa quý vị. Đó cũng đang đóng đinh và chép chai ha. Rất dài luôn quý vị. Đây là dưới lường nè quý vị, mình cho quý vị xem ra dưới lường ha, rất dài luôn quý vị, đó. Mời quý vị ra dài phía trước ha, đây. Một chiếc ghe gì gồm có 50 mấy người đó quý vị. Đó, phải một đội ghe gì nếu mà có có tranh thủ mà để cho phụ luôn đó là một hơn 100 người. Một bộ ghe gì là hơn 100 người đó quý vị. Đó, vừa chánh vừa phụ ha. Đó. Còn sơn á cụ, chét chai á bên sơn cội, đây ghe khá là dài nha quý vị, đó. Còn bên bển thì chiếc ghe cũ, ghe độc mộc ngày xưa là ghe lung bằng miên cái cây luôn á quý vị, ghe ngày xưa ghe độc mộc á, còn cái ghe bây giờ thì người ta thường thường đóng dáng lại thôi. Đó. Bên đây cũng một chiếc nè quý vị. Đó, bên đây cũng còn một chiếc. Đây, bên đây cũng còn một chiếc ha. Chiếc này cũng giải huyện cũng lấy là khá nhiều ha. Khá nhiều giải nhất trẻ nhì. Nhưng mà cũ à, không có còn bơi đi nữa, thành ra nhà chùa bỏ làm chiếc mới quý vị. Đó. Chiếc gì là khoảng 58 người đó quý vị. Đó, vậy là một đội ghe là gồm hơn 100 người. Đó. Đây thì về mặt cà chùa thì có chiếc ghe là cái coi như là một cái tâm linh nhiều quý vị. Đó, trước khi mà hạ thủy thì cũng có cúng bái ha, linh đình luôn, nhạc kèn đó ha, thổi để cho chiếc ghe mình được cái giải cao trong mùa giải đó quý vị. Thì cái này chưa sơn nữa, chừng nào sơn mình sẽ qua đây cho quý vị xem ha, cho quý vị xem coi cái lường cũng chét tha dầu rồi hết ha. Đó, gấp dài quý vị. Đây là con chiếc ghe độc mộc ngày xưa. Đây thì đây chiếc ghe độc mộc nè quý vị. Chú thợ đóng ghe đó đang lựa dáng cái gì đó, chú ở trần nó quý vị đang sửa ghe sang xe.
Còn chú này ngồi mũi nè, ngồi mũi anh ngồi mũi được mấy năm rồi anh? Hai năm ha, vừa là ở huyện ở tỉnh luôn ha, là bơi ở giải huyện giải tỉnh, ảnh cũng đều ngồi mũi ghe sân ke đâu vậy đó. Năm nay tính định ngồi nữa không? Ngồi ngồi hoài luôn ha. Tại mình đam mê ha. Rồi cảm ơn anh. Đây là ghe cũng mới sửa lại thôi, quý vị chưa có được sơn nữa đâu. Chừng nào chét keo chét gì rồi hết mới là chai rồi mới là sơn ha quý vị. Đó, thì bên đây thì có chiếc ghe độc mộc ngày xưa, thì cái hình dáng này ngày xưa tới giờ luôn, hình hoa văn gạch bông nè quý vị, thì nhà chùa không bỏ ha. Đó, dù đóng ghe mới ghe cũ gì cũng vậy, cũng có màu sắc gạch bông này cũng giữ nguyên nha quý vị. Đó, đây là cũng tại chùa Sân Ke, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đó, đây là những chiếc dầm bơi theo cũng làm mới hoàn toàn luôn. Dầm bơi theo quý vị đó, các bạn vậy đó. Rất đẹp luôn quý vị. Đây cái bộ dầm lái, bộ làm dầm lái luôn luôn, lúc nào cũng dài hơn ở trước và ở giữa nha quý vị. Đó, bộ dầm lái thì luôn luôn lúc nào cũng dài hơn. Cái này người ta chét chai nè quý vị, người ta phơi chai cho khô á, để người ta đánh đóng vô ghe để cho nó nước không vô đó quý vị. Đó, chai vậy nè, còn cái chai đó người ta nhúng dầu ha, nhúng tẩy dầu nhúng vô thì người ta đánh vô sao phơi cho khô như vậy. Đây thì năm nay chùa Sân Ke bơi hai chiếc nam luôn ha quý vị, mình thông báo cho quý vị được biết ha. Đây là chùa Ghe Ngo, chùa Sân Ke thì cũng hai đội nam luôn, năm nay tổ chức chơi hai đội nam. Đây là chiếc ghe này rồi, sửa chiếc ghe này rồi xong mà tới chiếc ghe này là có năm nay là bơi hai chiếc luôn, hai chiếc nam mới vậy. Thường thường là chỗ ghe Ngo thì có cũng những cái bàn thờ tổ ha quý vị. Đó, thì chiếc nam này cũng lâu đời nhưng mà còn bơi được quý vị. Đó, hình như 2 năm trước thì cũng đi huyện cũng được giải nhì. Đây là chiếc này nè quý vị, cũng được giải nhì ha. Tí nữa thì mời cô chú anh chị cùng tháo miền Tây ra chỗ nơi chỗ tập vợt ha, cho biết chỗ đó. Thì tới tháng ta thường thường thì ta tập vợt trước khoảng 1 tháng hoặc tới 2 tháng tùy theo khả năng chùa có kinh phí nhiều để cho anh em tập vợt đó quý vị, cũng như ăn uống nước nôi thuốc hút rồi đó. Bây giờ cho anh em tập vợt. Đây thì năm nay thì bơi chiếc này với chết chiếc ở trên này, hai chiếc luôn đó. Hả, cái gì? Cũ mà nhưng mình giải được. Có giải được rồi. Thank you.
tháo ra sửa lại gì vậy? Tháo ống sửa lại. Đó. Chuẩn bị từ đây đi mới kịp chứ tới quá thì sửa không kịp bây giờ. Đó, thì các chùa là cũng bắt đầu sửa chữa lại để chuẩn bị cho 2023 tới này. Đó. Tôi thắng miền Tây cũng mời quý vị cùng thắng miền Tây ra chỗ tập vợt nha. Để coi chỗ tập vợt như thế nào, sẵn lại đây cũng cho quý vị biết luôn. Đây thì tới năm thì thường thường ta tập vợt trước một tháng hoặc là hai tháng tùy theo chùa có khả năng lo cho anh em ăn uống rồi đó quý vị. Thì mời quý vị cùng thắng miền Tây ra phía sau để coi cái chỗ tập vợt của anh em hàng năm ha. Đây thì tập vợt thì thường thường tập vợt dưới nước một hoặc là trên bờ rồi mới xuống nước, cũng như cặp cơ bắp tôi giãn nở trước rồi mới xuống nước. Thường thường hàng năm là tập vậy không đó quý vị, cũng như tập trên bờ một tiếng thì xuống nước một tiếng gì đó hoặc là hai tiếng tùy theo chùa tập thôi, tùy theo mức độ tập của anh em thôi, mà giành được thứ hạng cao nhất nhì ba gì đó tùy theo anh em tập vợt thôi. Thì mình mời cô chú cùng thắng miền Tây ra sau để xem cái chỗ tập vợt ha. Thì thường thường mỗi năm thì tập trên vàng không à, chứ không có đem ghe xuống bơi lâu dài được quý vị. Bơi lâu dài và tập vợt thì nó nặng, nó nở giãn ghe thì thành ra tới chừng ăn thua thì nó không được nhanh, ghe đua không được nhanh ha, nó hư đó quý vị. Đó. Đây, như vàng tập đó. Ở đây nè quý vị, rất dài luôn. Thường thường là anh em tập ở đây. Đó. Tại chưa tới tháng tập nên ta không có sửa đâu quý vị. Đó. Vàng tập đó. Rất dài ha quý vị. Vừa đội chánh, đội phụ gì xuống tập, tập trung ở đây hết. Để tập vợt trước một tháng, hai tháng đó quý vị. Mới là đua chính thức ra dòng sông Matero. Đua chính thức. Đó. Này vàng tập khá là dài. Thì năm nay cũng các chùa cũng đang sửa chữa ghe lại hết trơn rồi vậy. Cũng không còn mấy tháng nữa đâu. Đó thì đang chuẩn bị sửa hết để thử tốc độ ghe mình và tập luyện. Thì hôm nay thắng miền Tây cũng có mặt tại đây để thông báo cho quý vị được biết ha. Tại chùa Sơn Kè cũng năm nay bơi được hai chiếc nam. Mỗi năm thì bơi có 1 chiếc thôi quý vị, năm nay chắc là tổ chức bơi hai chiếc luôn. Đó. Thì thợ đang sửa chữa, chưa có chét keo, chưa có sơn nữa. Chừng nào sơn xong thì thắng miền Tây lại review cho cô chú anh chị được xem cái hình vẽ. Và vẽ qua văn rồi đó. Thôi mình cũng chia sẻ với quý vị tới đây. Bà con cô bác tới đây cũng xin tạm dừng. Chúc cả nhà xem vlog thắng miền Tây nhiều sức khỏe, luôn vui hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn luôn cũng gặp nhiều may mắn trong công việc. Thôi mình xin tạm dừng video ở đây. Xin chào mọi người.